ơi anh, đuổi con đi. Thời tiết sao, nóng quá đi. Em cũng thế, đuổi con đi. Sài Gòn đang nóng quá đi. Ôi trời sao mà nóng quá em ơi. Mặc kệ nhưng anh vẫn cứ đi chơi. Vì ngoài đường ai cũng thi nhau đón đưa, nhìn mọi người chen chúc từ sáng tới trưa. Ôi trời sao mà đuổi quá em ơi. Mồ hôi tuôn như suối vẫn đi chơi. Nóng tới mực sẽ mút vẫn không ra về. Phải vui thêm một chút nóng bức vẫn kệ. Yeah, một màu vàng oi ả à, đi đâu bây giờ. Đâu còn nếp thong thả nóng nực quá cơ. Người anh có một chút sao mùi mồ hôi tuôn như suối. Em ơi giờ này ra đường thì chắc là đôi ta đuối. Ra mà xem các mẹ các chị nhìn như ninja. Kín mặt kín mũi với bộ cảnh trong nắng rơm ra. Dừng đèn đỏ làm bạn với anh xoay biết khói phả. Chỉ muốn thua lên giữa đường nóng quá ta. Đi đâu anh ơi giờ trời nóng lực. Lâu ra vô xa ta lại chống bực. Không muốn chen chung với cả đám người. Nóng được hết mức ta lại chóng người. Ôi trời sao mà nóng quá em ơi. Mặc kệ nhưng anh vẫn cứ đi chơi. Vì ngoài đường ai cũng thi nhau đón đưa. Nhìn mọi người chen chúc từ sáng tới trưa. Ôi trời sao mà đuổi quá em ơi. Mồ hôi tuôn như suối vẫn đi chơi. Nóng tới mực sẽ mút vẫn không ra về. Phải vui thêm một chút nóng bức vẫn kệ. Đuổi con đi. Thời tiết sao, nóng quá đi. Em cũng thế, đuổi con đi. Sài Gòn đang nóng quá đi. Có cách nào nói anh đẹp bừng hứng khởi thằng người. Anh đang cần hạ nhiệt, anh cần một chút vui tươi. Như cá khô bị phơi ngoài đường, nóng đến sệ mưa. Tóc tai bù xù mặt mũi lúc này hơi tệ chứ. Tại một ngày rời, làm bạn với nắng mặt trời. Nói còn không nên lời, bây giờ thiệt đói và khát quá thôi. Em cảm thấy nóng quá đuối. Cần uống ngay một chai chanh muối. Nhìn đâu anh ơi giờ trời nóng nực. Lang thang phố xa ta lại chóng bực. Không muốn chen chung với cả đám người. Nóng nực hết mức ta lại chóng người. Trời sao nóng quá em ơi. Mặc kệ nhưng anh vẫn muốn đi chơi. Vì mình cần sảng khoái giữa trưa nắng hè. Nhưng mặc dù oi bức cũng không muốn về. Ôi trời sao mà đuổi quá em ơi. Đuổi quá em ơi. Đuổi quá em ơi. Đuổi quá em ơi. Đuổi quá đuổi quá đuổi quá đuổi quá đuổi. Và cần ngay revive chanh muối. MV này đã được thực hiện vào một ngày nóng 39 độ C. Hy vọng toàn thể mọi người sẽ nghe và chia sẻ tới rộng rãi cả nước. Cảm ơn.